Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước có gần 40.000 di tích, 61.669 di sản văn hóa phi vật thể. Nổi bật trong số đó là 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 12 di sản văn hóa phi vật thể và 7 di sản tư liệu được UNESCO công nhận. Những di sản này mang lại nguồn thu lớn, kích thích phát triển kinh tế địa phương và là nguồn lực sinh kế bền vững cho người dân. Việt Nam cũng được UNESCO đánh giá cao trong quá trình bảo vệ di sản, cả vật thể và phi vật thể. Tuy nhiên, tổ chức này cũng đã có cảnh báo về những thách thức mà Việt Nam sẽ phải đối mặt trong việc bảo đảm sinh kế cho những người dân địa phương sinh sống trong vùng di sản. Hiện giờ có cái đôi khi có những cái lúng túng trong cái nhận thức hoặc là có những cái rào cản trong các cái văn bản pháp luật khác nhau. Thế thì làm thế nào giảm thiểu những cái điểm chồng chéo trong các văn bản pháp luật và các cái hướng dẫn thực hiện để chúng ta thực sự có thể bảo tồn được các cái giá trị di sản văn hóa dựa vào cộng đồng, tức là tôn trọng các cái quyền cơ bản của cộng đồng, cũng trong đó có quyền văn hóa. Và thứ hai là làm thế nào để tạo ra cái môi trường thuận lợi và cái cơ hội để cho cộng đồng có thể phát triển được các cái sinh kế, làm giàu được và hưởng lợi được từ cái việc bảo tồn di sản và các cái hoạt động phát triển dựa vào di sản. Ý nghĩa đích thực của mỗi di sản văn hóa sau khi được UNESCO công nhận không chỉ dừng lại ở tấm bằng chứng nhận, mà đó là một khối lượng công việc to lớn liên quan đến chính sách, đầu tư và vận động xã hội để phát huy ý nghĩa, giá trị của các di sản phục vụ cho các mục tiêu mang tính nhân văn, đem lại nguồn lợi từ di sản cho cộng đồng dân cư tại chỗ vùng di sản thiểu số Việt Nam. Cái tiềm năng và của cái nguồn lực về văn hóa và di sản trong phát triển kinh tế ở Việt Nam chúng ta quan tâm nhiều hơn và chỉ nhìn thấy nó nổi trội ở cái góc độ là phát triển du lịch. Nếu chỉ nhìn nó là cái nguồn tài nguyên để phát triển du lịch thôi thì nó dẫn đến cái sự lạm dụng các cái tài nguyên văn hóa đó, chỉ nhìn đến cái góc độ khai thác. Thứ hai là khi mà chỉ để mục tiêu là cái phát triển du lịch mà không đặt nó ngang bằng hay ít nhất là ngang bằng hoặc là nó cái mục tiêu bảo tồn nó phải ưu tiên hơn ấy, thì nhiều khi người ta lại bỏ qua cái quyền lợi của chính cái chủ thể văn hóa hay là cái cộng đồng bản địa ấy, cộng đồng sinh sống tại cái khu vực đó. Tại chỗ vùng dân tộc thiểu số Việt Nam, ngoài giá trị về mặt tinh thần, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể còn có lợi ích rất lớn về mặt kinh tế. Để biến di sản văn hóa thành tài sản, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, thì việc gắn di sản với đời sống cộng đồng là giải pháp rất quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi di sản khi được UNESCO ghi danh luôn là niềm tự hào kiêu hãnh đối với mỗi một quốc gia. Thế nhưng, việc phát huy những giá trị của di sản như thế nào để vừa đáp ứng được nhiệm vụ bảo tồn, vừa là nguồn lực sinh kế bền vững, nhất là cho cộng đồng dân tộc thiểu số, luôn được xem là vấn đề nóng mà các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cũng như cộng đồng quan tâm. Để hiểu rõ hơn về nội dung ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời xin trân trọng được giới thiệu. Tiến sĩ Lương Thị Thu Hằng, Phó Tổng biên tập tạp chí Dân tộc. Vị khách mời thứ hai là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Dương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa. Trước tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình Góc nhìn văn hóa của chúng tôi. Thưa hai vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi của chúng tôi thì các vị cũng thấy tổ chức UNESCO đã có cảnh báo đó là cái thách thức mà Việt Nam đang phải đối diện khi mà tạo cái nguồn lực sinh kế cho người dân tộc tại chỗ. Quan điểm của các vị như thế nào về ý kiến của vị đại diện UNESCO? Tôi cho rằng UNESCO người ta đã có những cái thông điệp để cảnh báo chúng ta về cái sự lạm dụng trong cái chuyện khai thác và sử dụng di sản vì mục tiêu phát triển du lịch, và nó đã đi trái với lại những cái quan điểm của UNESCO. UNESCO người ta nói rằng người ta vinh danh những cái di sản để tăng cường cái nhận thức về đa dạng văn hóa và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Thứ hai ấy, là để nâng cao cái nhận thức của các cái cộng đồng địa phương, của quốc gia và quốc tế về cái giá trị của di sản đó. Chứ còn cái chuyện mà chúng ta khai thác nó vì những cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thì hoàn toàn là chính đáng. Nhưng cái cách làm và những cái bước đi của chúng ta hiện nay nó có rất nhiều vấn đề và cần phải có những cái nghiên cứu, những cái đánh giá và những cái mô hình để chúng ta có thể khai thác được nó, giúp ích cho những cái cộng đồng địa phương sở hữu cái di sản ấy. Có thể nói người ta phải sống được bằng cái di sản ấy thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện chúng ta cần phải bàn. Thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng cái khái niệm nguồn lực văn hóa và sản nghiệp văn hóa được nhắc đến rất nhiều. Nhiều chuyên gia họ đưa ra rằng phải coi cái sản nghiệp văn hóa chính là tài sản của cộng đồng
nơi họ sinh sống. Ý kiến của hai vị như thế nào? Trong cái bối cảnh mà chúng ta sử dụng các cái nguồn lực văn hóa để phát triển kinh tế và coi như một cái sinh kế mới cho cộng đồng, đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay là bối cảnh của biến đổi khí hậu, bối cảnh của việc toàn cầu hóa và bối cảnh của công nghệ số, thì cái việc chúng ta coi di sản văn hóa như là một nguồn lực, coi di sản văn hóa nó như là một sản nghiệp, một cái tài sản để phát triển sự nghiệp, kế thừa, phát huy các cái giá trị của các cái nguồn lực, các cái sản nghiệp văn hóa đó để nâng cao đời sống cho người dân, cũng như là để làm rõ cái vai trò chủ thể của các cộng đồng dân tộc thiểu số nói chung và các cộng đồng dân tộc Việt Nam nói riêng đối với cả các cái gia sản nghiệp văn hóa như vậy. Quan trọng ở đây là phải có một cái khung thể chế để chúng ta bảo tồn cũng như là phát huy và đưa ra những cái sinh kế mới cho các cộng đồng liên quan đến vấn đề bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa này. Việt Nam ta có thể nói rằng 54 dân tộc thì rất nhiều tài sản văn hóa. Tuy nhiên tài sản văn hóa đó chúng ta gìn giữ nó và chúng ta khai thác nó như thế nào cần phải có chính sách. Tôi đi các cái vùng đồng bào dân tộc ấy là người ta nhận thức rất rõ cái giá trị của cái di sản người ta, từ cái bộ quần áo, cái trang phục người ta mặc, đến cái kiến trúc người ta sinh sống, đến cái cảnh quan sinh thái mà làng bản. Cái vấn đề ở đây là người ta cần có một cái cơ chế, một cái đường hướng để làm sao giúp cho cộng đồng địa phương ấy, người ta có thể khai thác di sản, người ta gọi tài sản đó, để nó tạo ra cái sinh kế phục vụ cho cái đời sống của họ. Và từ cái nguồn thu từ phát triển kinh tế thì nó lại bồi đắp trở lại cho cái di sản. Chính cái từ sản nghiệp văn hóa hiện nay cũng đang gây rất nhiều tranh cãi trong các cuộc hội thảo cũng như trong giới chuyên môn. Vậy thì theo các vị, chúng ta phải hiểu rõ về cái từ sản nghiệp văn hóa như thế nào? Thì nguồn lực văn hóa cũng như là sản nghiệp văn hóa, nó là những khái niệm được chỉ những cái yếu tố văn hóa nó có liên quan trực tiếp hoặc là liên quan gián tiếp đến vấn đề phát triển kinh tế. Cái vấn đề mà chị Hằng vừa đưa ra đây cũng rất là hay. Có nghĩa là từ những cái di sản văn hóa mà dân tộc ta rồi các đồng bào của chúng ta bảo tồn, phát huy các giá trị của nó, thì bên cạnh đó cái việc mà biến các cái di sản văn hóa đó cũng như là biến các cái cảm xúc được đặt ở trong các yếu tố văn hóa đó thành sinh kế thì nó là như thế nào? Tôi hoàn toàn đồng ý ý kiến của anh Dương và tôi cũng thấy rằng mô hình bảo vệ, phát huy cũng như là phát triển các cái giá trị văn hóa biến thành các nguồn lực cũng như là các cái sản nghiệp để làm kinh tế cũng như để phát triển kinh tế thì nó đang có rất nhiều vấn đề bất cập. Vấn đề cái mô hình đấy là như thế nào, rồi là cái cách tiếp cận của văn hóa kinh tế ra làm sao trong cái giai đoạn hiện nay, và cái sự tham gia của cộng đồng là chủ thể của các cái nền văn hóa dân tộc thiểu số như thế nào, thì đấy là một vấn đề đặt ra. Phó giáo sư Dương có nói là vấn đề về du lịch chẳng hạn, thì những cái mô hình đó hiện nay đó cũng đang được triển khai ở đâu đó thì cũng đã có những cái hiệu quả về mặt kinh tế, nhưng tuy nhiên bên cạnh đó thì nó lại xảy ra những cái vấn đề bất cập, nó liên quan đến sự biến tướng trong các cái lễ hội, thì là sự biến tướng trong việc kinh doanh văn hóa. Thì ở đây chúng ta phải cần làm rõ nguồn lực văn hóa đối với cả di sản văn hóa ở đây là cái gì và như thế nào, mô hình nó sẽ phát triển ra sao. Ví dụ như là cái mô hình hợp tác công tư được triển khai trong vấn đề bảo tồn cũng như là phát huy và phát triển các giá trị, các di sản văn hóa của Việt Nam ra như thế nào, thì đấy là câu chuyện tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải bàn. Và tôi nghĩ là chúng ta cũng nên có những cái nghiên cứu sâu, ngoài cái việc kế thừa các cái bài học kinh nghiệm của quốc tế ra thì bản thân chúng ta phải xem xét cái chủ thể của chúng ta hiện nay, chủ thể văn hóa tham gia vào cái quá trình văn hóa kinh tế ra làm sao và tham gia vào quá trình sinh kế văn hóa như thế nào để phát triển kinh tế. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta đang còn rất nhiều di sản chưa biến nó thành tài sản. Vậy theo các vị làm thế nào để tạo nguồn lực sinh kế bền vững cho người dân từ di sản, chính từ di sản mà họ đang bảo vệ? Di sản của chúng ta thì đúng là rất là nhiều. Tôi chỉ nói riêng cái di sản phi vật thể mà chúng ta được UNESCO ghi danh ấy là đã là 13 cái di sản. Đấy, và chúng ta thấy rằng những cái di sản đó thì quả thực chúng tôi là những nhà nghiên cứu và làm về văn hóa thì thấy thực sự là quý giá. Ví dụ như là ca trù chẳng hạn, mới gần đây là then, là nhã nhạc cung đình, thế rồi là đờn ca tài tử. Đấy là những cái di sản có thể nói là những cái viên châu ngọc của văn hóa Việt. Thế nhưng mà bây giờ nói như chị Hằng đặt vấn đề ra, chưa biến di sản nó thành cái tài sản, và cũng chưa biến di sản thành cái mà có thể giúp cho các cái cộng đồng địa phương ấy sống được bằng nhờ cái di sản, thì có thể nói như thế này, cũng không phải cái di sản nào cũng có thể biến thành cái sản phẩm được, cái sản phẩm mà mang ra để mà kinh doanh được. Chính vì thế mà nó cần phải có những cái nghiên cứu rất cụ thể vào từng cái di sản một, đánh giá một cách toàn diện những cái giá trị của nó, những cái giá trị trường tồn của nó và những cái giá trị phát triển có thể mang ra để biến nó thành cái sản phẩm hàng hóa. Ở đây nói rất rõ, hầu như các cái di sản là đều biến thành các sản phẩm hàng hóa mà phục vụ cho cái mục tiêu gì? Chủ yếu là phục vụ cho du lịch văn hóa.
Bởi vì là hiện nay ấy, người ta có cái nhu cầu thực sự là muốn thụ hưởng những cái giá trị văn hóa. Và như vậy thì những cái di sản văn hóa nó phải trở thành những cái hàng hóa để phục vụ cho cái sự thụ hưởng đó. Và thông qua cái phục vụ thụ hưởng đó thì nó tạo sinh kế, tạo ra những cái lợi ích và nâng cái đời sống của cái người dân, những cái cộng đồng mà người ta sở hữu cái di sản đó. Tuy nhiên, không phải cái di sản văn hóa nào chúng ta cũng đem nó ra thành cái hàng hóa được, cũng đem nó ra thành trình diễn mà phục vụ được. Trong thực tế, một số địa phương ấy, chúng ta thấy là khai thác những cái di sản mà người ta không nghĩ đến, người ta không tính đến những cái cảm xúc của cộng đồng, của cái cộng đồng sở hữu cái di sản đấy. Ví dụ như có những cái nghi lễ linh thiêng, nó chỉ thực hiện trong sinh hoạt tâm linh của cộng đồng thôi. Thế nhưng bây giờ đưa nó ra để trình diễn trên sân khấu để cho người khác xem, thì cái câu chuyện đấy nó sẽ đi về hướng như thế nào. Cho nên nhắc lại là cái công ước 2003 ấy, UNESCO người ta ghi danh các di sản với mục đích là để nâng cao cái nhận thức của các cái cộng đồng địa phương, quốc gia, quốc tế về di sản. Thứ hai, để tôn trọng cái sự đa dạng văn hóa của các cái tộc người ở trên thế giới. Chứ người ta cũng không khuyến cáo chúng ta là phải biến tất cả nó thành cái sản phẩm để hàng hóa đâu. Tuy nhiên trong thực tiễn thì nhiều cái di sản nó đã trở thành những cái hàng hóa để phục vụ cho các cái mục tiêu phát triển rất hiệu quả. Đặc biệt những cái di sản văn hóa vật thể. Đấy, ví dụ chúng ta thấy là Hoàng thành Thăng Long bây giờ khách cũng đến đông này, rồi là kinh thành Huế này, kể cả những cái di sản lịch sử cách mạng gần đây thôi cũng trở thành những cái điểm thu hút khách tham quan. Và như vậy thì những cái dịch vụ đi theo để phục vụ cho cái nhu cầu ấy chính là những cái cơ hội để mà cải thiện cái đời sống của những cái cộng đồng người ta sống trong cái khu vực di sản và sở hữu cái di sản. Tôi xin ghi nhận những ý kiến của Phó sư tiến sĩ Phạm Văn Dương về cái nội dung mà chúng ta phải làm rõ. Không phải di sản nào cũng đem ra để làm sinh kế được. Có những cái di sản thuộc về lĩnh vực tâm linh tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng ta nên tôn trọng họ. Còn những cái di sản có thể chúng ta có thể khai thác bằng du lịch và cũng là cái nguồn để mà tạo sinh kế cho bà con thì chúng ta nên phát huy. Tiến sĩ Hằng, bà có chia sẻ điều gì với ông Dương không? Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Dương. Tôi xin bổ sung thêm một chút. Tức là ngoài những các cái di sản văn hóa vật thể ra thì những cái di sản văn hóa phi vật thể thì cũng có những cái loại hình là di sản nó thể hiện cái tính tâm linh, thế rồi là cái tín ngưỡng của đồng bào cũng như là của một số đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên bên cạnh đó thì có những cái di sản phi vật thể thì có thể trở thành văn hóa rất là hiệu quả. Nó vừa mang tính bản sắc, nó vừa là hồn cốt của các tộc người và đồng thời nó cũng là cái vấn đề mà có thể khai thác được để phát triển kinh tế và cũng là cái sinh kế mới cho người dân. Ví dụ ngay Đại hội Dân tộc Thiểu số lần thứ 2 của chúng ta vừa rồi có cái dàn nhạc đầu tiên trước khi khai mạc ấy, là cái dàn nhạc âm thanh Đại Ngàn của nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, bao gồm trong đó tất cả các loại nhạc cụ của ba miền, của đồng bào, từ đồng bào người miền xuôi cho đến đồng bào miền núi, đồng bào dân tộc đa số và đồng bào thiểu số. Thì đấy là những cái di sản rất quý giá mà phải nói là cũng chưa khi nào có một cái dàn nhạc âm vang Đại Ngàn hoành tráng và mang đầy ý nghĩa đại đoàn kết như vậy. Nếu như khai thác được thì thực sự nó là một cái nguồn lực, gọi là một sản nghiệp văn hóa rất đáng quý để chúng ta có thể phát huy nó và tạo một những cái sinh kế mới cho người dân ở các khu vực. Được biết là các nghệ nhân trong đó đều là bà con của chúng ta từ các vùng miền đến. Cái nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng không nhiều, chủ yếu là nghệ nhân. Thế vậy thì cái chính sách để chúng ta hỗ trợ cho các cái loại hình sản nghiệp văn hóa này như thế nào, kể cả đối với nghệ nhân, rồi đối với các loại hình văn hóa phi vật thể, và cái cơ chế để phát triển nó cũng như để tạo cái sinh kế hoặc là tạo thu nhập từ nó như thế nào thì là một cái câu chuyện mà cho đến hiện nay theo tôi được biết là cũng chưa có một cái nghiên cứu nào cả. Dàn nhạc hôm đó cũng như là cái sự tham gia của người dân, nó hoàn toàn từ cái niềm tự hào dân tộc, từ cái việc muốn đóng góp vào cái tiếng nói đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam nhân đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2. Và đấy cũng là một cái nguyện vọng mong muốn của các địa phương cũng như là của các nghệ nhân và của các nhà hát. Họ muốn là chúng ta gìn giữ cái di sản đó, chúng ta phát huy cái di sản đó, nhưng đồng thời chúng ta sẽ phải tạo một cái cơ chế để nuôi sống cái di sản đó nó ngày càng hiệu quả hơn. Nuôi sống ở đây nó có hai ý nghĩa. Một là nó có cơ hội để phát huy cũng như là đưa ra thế giới. Thứ hai là những cái người mà tham gia trực tiếp vào trong cái việc gìn giữ di sản phi vật thể này phải có một cái động lực gì đấy hoặc một cái điều kiện cần và đủ để người ta có thể phát huy được các cái di sản này. Liệu chúng ta có tạo được một cơ chế như vậy hay không? Liệu có thể xã hội hóa
hay như Thủ tướng đã từng nói là cái việc mà tạo ra một cái khung thể chế là việc của nhà nước, còn cái việc mà gìn giữ là việc của cộng đồng dân cư. Chúng ta, nhà nước không làm thay, nhưng chúng ta phải tạo nên một cái cơ chế, một cái môi trường thuận lợi để cho cái những cái di sản này sống được và phát triển, cũng như là tạo lại cái sinh kế và đảm bảo cái đời sống cho người dân, đặc biệt những cái cộng đồng cư dân mà tham gia, là những nhân tố tham gia trực tiếp vào việc giữ gìn cho các cái di sản văn hóa phi vật thể. Vậy theo tiến sĩ, chúng ta cần có những cơ chế chính sách như thế nào đối với những cái mô hình mà bà vừa mới nói? Cho đến hiện nay thì tôi cũng chưa thấy có một cái mô hình nào, kể cả hợp tác công tư, bởi vì nó chưa có một cơ chế. Doanh nghiệp tham gia vào đây cũng chưa rõ là họ được cái gì. Rồi họ làm doanh nghiệp, ngoài tâm huyết của họ trong việc giữ gìn các cái loại hình văn hóa phi vật thể ra, thì họ cũng phải cần được cái gì chứ. Họ cũng không thể nào mà bỏ tiền mãi từ cái loại hình kinh doanh khác để mình gìn giữ như thế. Thứ hai nữa là cái cộng đồng của cư dân tham gia ở đây là như nào. Các cái nghệ nhân vừa là sản xuất này, vừa là bảo vệ này, thế rồi là phát huy các cái bảo tồn các cái giá trị đấy thì như thế nào, thì thực sự cũng chưa có một cái cơ chế nào cả. Tôi cũng đã từng có một cái bài tham luận hội thảo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức cuối năm 2018 đầu năm 2019, và cái cuộc đấy tổ chức ở Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ở trên Đồng Mô. Thì trong cái bài trình bày đó, tôi có đưa ra một cái đề xuất về cơ chế đối tác công tư, hợp tác công tư trong cái việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Tham luận đấy của tôi chỉ là gợi mở vấn đề. Hiện nay chúng ta chưa có một nghiên cứu sâu nào về vấn đề đó, cũng như là chưa có một cái mô hình nào cả. Thế nên tôi trong cái bình luận đấy của tôi thì tôi có đưa ra một cái nguyện vọng, mong muốn được nhà nước, hay là cụ thể là Bộ Văn hóa, hoặc là của bên Ủy ban Văn hóa Quốc hội quan tâm và đưa ra một cho phép các nhà nghiên cứu được làm một cái nghiên cứu đánh giá lại toàn bộ các cái vấn đề hợp tác công tư cho đến thời điểm này trong bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, bao gồm cả những sản vật văn hóa mà như chúng ta đã nhắc đến, nhưng mà thực sự là chưa có điều kiện, mà nó chỉ là nhỏ lẻ manh mún. Bên cạnh đó là bà con hoặc là một số địa phương hoàn toàn tự phát trong cái việc mà xã hội hóa, để hoặc là tham gia, hoặc là bỏ vốn, hoặc là đầu tư vào những cái công trình hoặc là những cái di sản văn hóa để có thể phát triển được. Chứ còn cái việc mà tạo một cái sinh kế mới hoặc là đem lại một cái hiệu quả kinh tế song song với cái việc bảo tồn và giữ gìn các cái di sản văn hóa đó thì thực sự là một bài toán khó. Nhưng tuy nhiên tôi không nghĩ là khó mà chúng ta không làm được. Vấn đề là chúng ta có dành cho nó một cái quan tâm nhất định hay không, và chúng ta có dành cho nó một cái tâm huyết cùng với các cái kinh nghiệm của các, kể cả các tổ chức quốc tế và các cái nhà bảo tồn di sản văn hóa quốc tế. Phó sư tiến sĩ Phạm Văn Dương, ông nghĩ gì về cái mô hình hợp tác công tư mà tiến sĩ Hằng vừa mới trao đổi? Tôi cho rằng chắc chắn nó sẽ phải hợp tác công tư sẽ dẫn đến cái hiệu quả. Chứ còn hiện nay nguồn lực nhà nước thì không thể đảm trách được hết. Mà nói thẳng có những cái thì nhà nước cũng không nên bao. Ví dụ như ngay chúng tôi lên Hà Giang ấy, công viên đá Hà Giang chẳng hạn. Thế bây giờ nhà nước làm sao mà có thể khai thác được hết được? Phải có một cơ chế. Nói như chị Hằng thì đúng, nhưng cái cơ chế ấy là cho các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư, người ta tham gia vào cái quá trình khai thác các cái di sản, tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương và giữ gìn di sản. Nhưng cái cơ chế phải gì? Phải có một cái lợi cho nhà đầu tư chứ. Bởi vì là cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta cần là giữ di sản. Cái mục tiêu tạo sinh kế cho người dân sống trong vùng di sản hay gì đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là mục tiêu giữ di sản. Chúng tôi cho rằng là trong cái xây dựng cơ chế phải có những cái chính sách để khích lệ những cái nhà đầu tư, người ta bỏ tài sản, bỏ công sức vào đó để người ta khai thác nó cùng với nhà nước. Thứ nhất là tạo ra những cái công ăn việc làm cho cái người dân địa phương bằng chính cái di sản của họ. Thứ hai nữa là người ta góp phần vào gìn giữ cái di sản đấy. Chị Hằng nói rất là đúng đấy, chúng tôi đi thực tế cũng vậy, là hiện nay các cái mô hình còn rất là tự phát, hoặc là nhiều cái doanh nghiệp đã đầu tư vào khai thác những cái khu di sản, nhưng có những cái là nó vượt cái tầm kiểm soát của nhà nước. Tôi nói ví dụ như là cái di sản Tràng An thì rất rõ rồi, người ta xây những cái công trình trong đấy rất là nhiều tiền, mà đến người ta hoạt động bao năm mà quản lý nhà nước không biết, đến lúc là bảo người ta vi phạm xong phá đi, thế thì tài sản sản nghiệp người ta cho vào cái đó nó đi về đâu, nó như thế nào, xót xa lắm. Chứ đừng nghĩ là người ta sai đập phá đi là không mất mát nguồn lực cho xã hội, cho người ta. Thế cho nên ở đây nó thiếu một cái là chúng ta xây dựng cơ chế và có những cái nghiên cứu, có những cái đánh giá và có những cái chỉ hướng để cho doanh nghiệp người ta, nếu người ta có hợp tác với lại nhà nước, tức là công tư ấy, hoặc là người ta có tự người ta
bỏ cái nguồn vốn người ta đầu tư khai thác cái di sản đó, thì thứ nhất phải đảm bảo cái quyền lợi, thứ hai là đảm bảo cái tư cách pháp lý cho người ta, đảm bảo những cái sự bền vững cho người ta phát triển bền vững. Tôi nhắc lại với cô nói rằng là cái mục tiêu là nhận thức, cái nhận thức là rất quan trọng, và đây phải cộng đồng doanh nghiệp họ cũng phải nhận thức cái ý nghĩa đó, thì khi người ta tham gia vào các cái đầu tư cho khai thác các cái di sản nó sẽ có cái hiệu quả. Khi nói về mô hình hợp tác công tư thì tôi được biết thì tỉnh Ninh Bình là tỉnh đầu tiên thực hiện cái mô hình hợp tác công tư khá thành công, và cho đến giờ họ vẫn duy trì được cái hợp tác công tư đấy. Tiếp theo là tỉnh Quảng Bình, họ cũng đã thực hiện cái mô hình hợp tác công tư và cho đến giờ thì cũng được coi là một cái mô hình cũng khá thành công. Quý vị cũng biết, nói về di sản chúng ta có hai loại, đó là di sản vật thể và di sản phi vật thể. Thì cả hai loại di sản này đều có thể là nguồn lực sinh kế cho cộng đồng địa phương sinh sống tại nơi đấy. Tuy nhiên nói về di sản vật thể thì chúng ta dễ hình dung hơn là văn hóa phi vật thể. Nhưng mà tôi đang có một cái băn khoăn, đấy là những cộng đồng họ sinh sống trong cái vùng lõi của di sản vật thể, họ sẽ hưởng lợi từ cái di sản đấy như thế nào, khi mà hiện nay như các vị cũng đã phân tích về cái hợp tác công tư, nghĩa là người dân họ cũng vừa bảo vệ vừa hưởng lợi từ cái di sản đấy, nhưng di sản là di sản của cộng đồng cơ. Vậy thì cái hưởng lợi chính xác của họ sẽ là như thế nào? Cái vấn đề chị đặt ra là một cái vấn đề nó thực tiễn hiện nay đấy. Tôi nói thí dụ như chị nói là cái mô hình hợp tác công tư của Ninh Bình ấy, cả cái khu vực Tràng An đấy, cư dân ở đấy ngày xưa vốn họ chỉ làm canh tác nông nghiệp thôi, thì bây giờ họ chuyển sang làm dịch vụ du lịch. Thì rõ ràng là cái nguồn lợi từ cái di sản cũng đã nhìn rất là rõ. Khi mà có cái sự khai thác du lịch ấy thì nó chuyển đổi cái phương thức mưu sinh. Ở đây nó cũng có cái vấn đề đấy. Một số nơi ấy là ví dụ khi mà phát triển du lịch thì chuyển đổi phương thức mưu sinh là cũng mất đi những cái di sản văn hóa khác. Thí dụ như là ở Ninh Bình hoặc một số địa phương khác là người ta gần như là bỏ cái phương thức canh tác truyền thống mà chuyển đổi sang một cái phương thức kinh tế khác, du lịch dịch vụ. Cái điều đó nó mang lại những cái lợi ích kinh tế rất là rõ, nhưng mà nó cũng thay đổi, có thể nói về góc độ văn hóa là nó làm thay đổi những cái sinh hoạt văn hóa của các cái cộng đồng cư dân ở đó. Ví dụ như là trên công viên đá của Hà Giang ấy, thì vốn là cái cư dân ở đấy thì là chủ yếu là một số các dân tộc tại chỗ, như là người Mông rồi người Dao rồi là người Nùng. Từ xưa đến nay thì người ta các cái phương thức canh tác truyền thống người ta gắn với lại núi đá. Thế và nó đã tạo ra những cái giá trị văn hóa vốn gắn với cái sinh kế ấy. Thế thì bây giờ chúng ta khai thác cái du lịch trên công viên đá, làm sao đừng có tách cái cộng đồng cư dân ra khỏi cái di sản của họ. Tôi nói ví dụ như những cái phương thức canh tác truyền thống của người Mông ấy, thổ canh hốc đá, nó phải gắn kết trở thành một cái di sản ở đấy, thì nó mới tôn cái giá trị của cái công viên địa chất này lên, và nó mới trở thành những cái sản phẩm cho du lịch. Tôi xin chia sẻ với ý kiến của Phó sư tiến sĩ Phạm Văn Dương về cái ý đấy, là phát triển du lịch đã giúp cho đồng bào dân cư ở địa phương đấy họ có một cái nguồn lực sinh kế mới. Tuy nhiên nó lại làm biến đổi đi cái văn hóa của họ, nhưng tôi nghĩ cái biến đổi là cái biến đổi nó mang lại một cái hệ lụy khá là nặng nề. Ví dụ như ở Ninh Bình có những làng họ mất đi cả một cái làng nghề truyền thống, ví dụ như làm chiếu chẳng hạn. Khi mà họ chuyển đổi canh tác từ nông nghiệp, từ trồng cõi họ sang làm dịch vụ du lịch, tôi nghĩ đến một cái hệ lụy chúng ta cần phải bàn đến, và bàn đến làm sao mà chúng ta vừa phát triển được du lịch mà vừa vẫn giữ được những cái làng nghề truyền thống. Nó chính là di sản, và chính cái di sản đấy cũng là một nguồn sinh kế cho bà con luôn. Cái ý của chị Hằng thì như thế này hoàn toàn chính xác, cho nên tôi vẫn nói rằng là khi chúng ta muốn khai thác một cái di sản nào đó để biến nó thành một cái tài sản, một cái hàng hóa cho phát triển các cái mục tiêu khác, trong đó có mục tiêu phát triển du lịch, thì cần phải nhìn cái di sản trong một cái bối cảnh chỉnh thể của nó. Như chị nói ấy, Linh Bình ấy, một cái làng nghề chiếu như vậy, thì chúng ta thừa biết rằng là đấy là một cái làng nghề truyền thống rất từ lâu đời có tiếng, nhưng một cái thực tế hiện nay ấy, cái thu nhập từ cái chiếu thuần túy thì nó sẽ không mang lại cái lợi ích bằng người ta đi làm du lịch. Bởi vì người dân người ta không thể tìm được cái phương thức. Thế chính vì thế nó cần phải có một cái nghiên cứu, phải làm thế nào các làng nghề ấy nó lại trở thành một trong những điểm của du lịch trong di sản. Và những cái người làm nghề chiếu ấy người ta vẫn sống bằng cái nghề chiếu, và nó tô đẹp cái di sản. Thì như vậy là gì? Cái di sản nó mới sống động.
Tiến sĩ Hằng, bà có bổ sung gì không? Ngay cái làng nghề rất gần với chúng ta là làng nghề Vạn Phúc, là một cái làng lụa Hà Đông rất là nổi tiếng. Thì thực ra hiện nay nó cũng thay đổi rất là nhiều. Tất nhiên là chúng ta không đòi hỏi cái sự thay đổi là không được diễn ra. Tuy nhiên tôi thấy là nó có cái gì tương đồng với cái yếu tố làng chiếu như chị vừa nói. Tức là những cái mô hình sản xuất thủ công, từ dệt vải ngày xưa rồi là dùng tơ tằm để dệt lụa, thì bây giờ nó thay đổi rất nhiều và đa số là những cái hàng bán ở Vạn Phúc là hàng Nhật. Rồi còn lại cái việc dệt thì cũng là dệt những cái sợi Nhật là nhiều. Thì lý do tại sao là như vậy? Thì theo tôi là các cái nhà quản lý của chúng ta đang thiếu một cái việc chúng ta chắt lọc và lựa chọn những cái thành tố văn hóa mà như chúng ta vừa bàn. Cái yếu tố văn hóa nào là chúng ta sẽ để bảo tồn, giữ gìn, yếu tố văn hóa nào chúng ta biến nó thành sản nghiệp, chúng ta biến thành nguồn lực để phát triển kinh tế. Và hai cái điều đấy song song được với nhau thì nó là quá tuyệt vời. Cũng như chị nói thì nó là cái sự thành công của chính sách. Thế vậy thì chúng ta vướng ở đâu? Tôi nhớ cái câu hỏi của chị Hằng lúc nãy rất hay là vậy thì cộng đồng đứng ở đâu trong cái hợp tác công tư, đối tác công tư trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa này. Rõ ràng chúng ta vẫn để cho cộng đồng, các dân tộc thiểu số, rồi cộng đồng cư dân, cộng đồng là chủ thể, chủ sở hữu của các cái di sản văn hóa này. Chúng ta vẫn luôn luôn đề cao và chúng ta nhắc đến, chúng ta có lôi kéo sự tham gia của các cộng đồng. Nhưng cái sự tham gia đấy thực chất nó như thế nào? Tham gia đến đâu? Và cái vai trò của các cái cộng đồng này như thế nào? Hay là chỉ tham gia khi mà có bất cứ một cái sự kiện gì thì bà con tham gia như một thành viên bình thường? Tôi nói ví dụ như kiến thức, kỹ năng làm du lịch, cộng đồng có được trang bị hay không? Hay là tự phát? Chủ Hương là một cái di sản rất là lớn thì chủ yếu bà con đi chèo thuyền, ví dụ như thế. Thế còn những cái nghề ngày xưa tôi thấy ông bà tôi kể lại làm khánh chẳng hạn, rồi là dệt lụa chẳng hạn, những cái đấy bây giờ là biến mất. Tất nhiên là cái chuyện biến mất thì đương nhiên nó biến mất hình thức này, nó sẽ có hình thức khác. Nhưng ý tôi muốn nói là cái vai trò, cái chức năng cũng như là cái sự tham gia của các cộng đồng cư dân là chủ thể của các cái di sản văn hóa, kể cả văn hóa vật thể, văn hóa vật thể nó mờ nhạt mà chúng ta chưa định rõ, chưa phân định rõ cái vai trò của họ đối với cả cái việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Chính vì vậy mà các cộng đồng họ rất là thụ động trong cái việc tham gia các cái sản nghiệp văn hóa để phát triển kinh tế, cũng như là coi như đấy là một cái sinh kế mới để mưu sinh. Khi mà có cái sinh kế mới đấy thì chủ yếu là quan tâm đến các cái dịch vụ đặt đính kèm. Thế còn cái cốt lõi, cái hồn cốt của các cái di sản văn hóa mà họ là chủ thể thì họ dần dần họ xa dần ra và biến mất đi. Nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn cái điều này lại thì đấy là một cái sự đáng tiếc. Và đấy là chúng ta đang đánh mất chính cái tài sản quốc gia của chúng ta, chứ không phải là tài sản của từng cộng đồng nữa. Bởi vì Việt Nam chúng ta được, cái nền văn hóa của chúng ta được xây dựng trên cái cơ sở các cái di sản văn hóa của 54 tộc người, 54 dân tộc của dân tộc Việt Nam. Thế mà chúng ta không có một cái chiến lược để chúng ta gìn giữ một cách thực sự. Chứ còn tôi không dám nói là không có. Có Bộ Văn hóa, rồi Vụ Dân tộc Thiểu số, rồi là các tỉnh, rồi là các cái hội ngừng làng nghề, ví dụ như vậy, đều có những cái kế hoạch như vậy. Thế nhưng mà nó vẫn đang manh mún, là một. Thứ hai là nó thực sự là nó chưa được đánh giá xem nó hiệu quả hay không. Vai trò của nhà nước ở chỗ nào, vai trò của doanh nghiệp ra làm sao, vai trò của cộng đồng, bên cạnh vai trò thì quyền lợi của họ như thế nào, trách nhiệm của họ như thế nào. Và bên cạnh đó là đối với một cái loại hình văn hóa mà chúng ta đem ra để làm kinh doanh, nói thẳng ra là kinh doanh, thì cái rủi ro đấy chúng ta sẽ tính đến như thế nào. Cái rủi ro trong kinh doanh văn hóa, hoặc là bây giờ gọi là công nghiệp văn hóa, rồi là văn hóa kinh tế đấy, thì cái rủi ro đấy sẽ được tính toán ra làm sao? Nhà nước chịu rủi ro bao nhiêu phần trăm? Doanh nghiệp chịu rủi ro như thế nào? Người dân và cái cộng đồng, cái chủ thể của văn hóa chịu rủi ro như thế nào? Bởi vì chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc chúng ta chia nhau cái lợi ích thôi, chứ còn rõ ràng là cái việc đặt rủi ro lên bàn cân để chúng ta phân định nó ra và chúng ta xem xét xem cái rủi ro nào cộng đồng có thể chịu đựng được, cái rủi ro nào doanh nghiệp có thể chịu đựng được và cái rủi ro nào nhà nước nên đứng ra để bảo tồn cái văn hóa của dân tộc, thì cái đấy chúng ta chưa có. Xin được cảm ơn những phân tích rất sắc đáng của tiến sĩ Lương Thị Thu Hằng. Từ hai vị khách mời để phát triển kinh tế từ di sản cũng như để di sản trở thành nguồn lực sinh kế cho đồng bào cư dân tại địa phương đấy, thì ngoài cái sự nhận thức của cộng đồng ra thì chúng ta còn cần cái chính sách cơ chế của nhà nước cũng như những chiến lược xây dựng lâu dài để phát triển du lịch cũng như để cộng đồng hiểu và nhận thức về việc chúng ta phải bảo tồn, gìn giữ di sản cũng như để di sản biến thành một nguồn lực sinh kế cho họ. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình Góc nhìn văn hóa của chúng tôi. Cảm ơn chị.